Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong chương trình Marketing cho ngành bán lẻ và bán lẻ thời trang. Thì tôi là Phan Anh. Rất vui được chia sẻ với anh chị bài học ngày hôm nay có tên là Chiến lược khách hàng trong ngành bán lẻ. Tức là chúng ta sẽ phân định một số những loại khách hàng trong ngành bán lẻ để từ đó chúng ta biết và chúng ta xác định, chúng ta chăm sóc những khách hàng này sao cho phù hợp. Trên thị trường hiện nay thì cũng có rất là nhiều các cuốn sách nói về các loại khách hàng, ví dụ như cuốn sách Đọc Vị Khách Hàng, thì người ta đưa khách hàng ra làm 4 loại, viết của chữ là DISC, D-I-S-C, DISC. Đấy, cái đĩa CD ấy. Thế thì người ta viết bằng 4 cái chữ tiếng Anh như vậy. Khách hàng loại D là gì, khách hàng loại Y là gì, khách hàng loại S và khách hàng loại C là gì. Thế thì cái phân loại đó cũng là một cái cách rất là hay, thì các bạn nên tìm cái cuốn Đọc Vị Khách Hàng để đọc thêm, để tìm hiểu về các loại khách hàng. Thế trong cái ngành bán lẻ thì nó có mấy cái khách hàng cơ bản như thế này này. Đấy. Cái vấn đề mà các doanh nghiệp mà thường gặp phải đó là phải liên tục tìm kiếm những khách hàng mới, cho nên là nó bị ám ảnh với cái việc là làm thế nào để tăng chi phí quảng cáo thêm hiệu quả, để tìm kiếm được thêm những khách hàng mới, đúng không? Thế nên là cái nỗ lực này là rất là cần thiết, nhưng mà đôi khi nó cũng sẽ lại làm tốn chi phí của doanh nghiệp rất là nhiều, bởi vì cái nguồn lực của doanh nghiệp hữu hạn, đúng không? Hay là của chúng ta rất là ít, bởi vì chúng ta đang khởi nghiệp, chúng ta có 1-2 cửa hàng nhỏ nhỏ thôi, doanh số vài chục đến vài trăm triệu một tháng, kiểu kiểu như thế. Thế thì các cái nghiên cứu chỉ ra thấy rằng là doanh nghiệp cần phải có khách hàng trung thành và phải tập trung vào cái nhóm khách hàng trung thành. Nó có công thức 80-20 đấy. Tức là gì? 20% khách hàng trung thành sẽ chiếm đến 80% doanh số. Đấy. Mà ngược lại là 80% khách hàng vãng lai thì chỉ chiếm 20% doanh số. Thế thì bao nhiêu phần trăm thì còn tùy, đúng không? Cái điều đầu tiên đấy là chúng ta sẽ quan tâm đến nhóm khách hàng trung thành. Cái nhóm khách hàng này là những cái người mà chiếm khoảng độ 20% hoặc là hơn 30-40 thì càng tuyệt vời. Tổng số các khách hàng mà thường xuyên mua hàng của sản phẩm và dịch vụ của cái thương hiệu của bạn, của doanh nghiệp bạn. Đấy. Họ sẽ đem lại một cái khoản doanh số chiếm khoảng 30-40 hoặc 50% doanh thu thì càng tốt, nếu mà tuyệt vời nhất là 80% theo nguyên lý Pareto 80-20 đấy. Thế nhưng mà tôi nghĩ là 20% số lượng khách hàng trung thành chiếm khoảng độ 40-50% doanh số là đẹp. Vì vậy doanh nghiệp là phải thường xuyên liên lạc chăm sóc khách hàng này, sau bán cần có những chương trình, cần có những chính sách làm sao cho nó thu hút hấp dẫn, rồi thì phải liên tục đổi mới sản phẩm. Bởi vì trung thành hay không nó phụ thuộc vào cái sự thỏa mãn của sản phẩm. Thí dụ như là bây giờ tôi cứ ra iPhone rồi tôi mua, đúng không? Bởi vì tôi dùng nó mấy năm rồi, tôi thấy nó ok. Trước đây tôi cũng dùng Samsung rất nhiều, từ Note 1, Note 2, Note 3, Note 4 tôi cũng dùng, bây giờ là Note 5 đây tôi cũng dùng. Nhưng mà về mặt cá nhân nhé, tôi cũng không bài xích thương hiệu nào đâu, nhưng về mặt cá nhân thì sau khi mà tôi dùng sang điện thoại iPhone 6, 6S, 6S Plus, 7 Plus thì tôi thấy rằng Samsung được cái độ bền kém hơn iPhone rất nhiều, cái độ ổn định của iPhone tốt hơn. Đấy là ý kiến cá nhân của tôi không bài xích thương hiệu nào cả. Thế thì như thế thì tôi sẽ ưu tiên sử dụng các cái sản phẩm tiếp tục ra của Apple, hoặc là các bạn nhìn thấy tôi cũng dùng MacBook đây chẳng hạn. Ý tôi muốn nói là gì? Cái trung thành, cái lòng trung thành, cái sự tái mua khách hàng là nó được dựa trên cái sự thỏa mãn về tiêu dùng, nó được dựa trên cái chất lượng, cái sự lòng tin, cái thương hiệu của sản phẩm đó. Nếu mà tôi dùng Samsung, trước đây tôi cũng dùng rất là nhiều, tôi ủng hộ rất nhiều, nhưng mà càng dùng thì tôi càng thấy bị mất lòng tin, theo kiểu như thế, thì tôi sẽ phải đi tìm cái sản phẩm khác. Thế thì ở đây các bạn lại bảo là tại sao thầy vẫn dùng cả iPhone, vẫn dùng cả Samsung? Bởi vì cái Samsung này tôi dùng nó vào một cái việc khác, dùng để quay phim. Đấy. Chúng tôi có một cái bộ phận là phòng media. Các bạn đang xem cái video này của chúng tôi là hoàn toàn do trực tiếp tôi quay, không phải là do các cái website về
đào tạo người ta quay đâu, mà trực tiếp chúng tôi quay tại studio của chúng tôi. Ý tôi muốn nói là gì, chúng tôi có những cái phòng studio quay phim chụp ảnh như vậy rất là tốt. Và đến một cái phần nào đấy về về media, về chụp ảnh quay phim thì tôi sẽ xin phép là show rất nhiều các cái ống kính và cái máy ảnh ở đây cho các bạn xem. Ok, đấy, thế thì chúng ta phải đánh vào yếu tố chất lượng, yếu tố lòng trung thành, yếu tố sự thỏa mãn, đấy, rồi thì đổi mới sản phẩm. Cái nhóm khách hàng này là cái đối tượng mà ảnh hưởng mạnh nhất đến các quyết định về thiết kế sản phẩm trong ngành bán lẻ và thời trang của bạn. Cách thức chúng ta bán, chúng ta phải lắng nghe ý kiến của họ, chúng ta phải thỏa mãn nhiều nhất cái nhu cầu của họ hiện tại và trong tương lai. Đấy. Cho nên là việc lắng nghe, quan sát và làm theo những ý kiến đóng góp mà mang tính tích cực, phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp, chiến lược của người bán hàng là một cái việc hết sức cần thiết. Đấy, và chúng ta thường xuyên phải có thể survey, hỏi ý kiến khách hàng, rồi thì thậm chí là phỏng vấn trực tiếp, interview, đúng không? Đấy, để làm sao mà chúng ta càng ngày chiếm lĩnh được cái nhóm khách hàng này càng nhiều càng tốt, và mở rộng thêm cái nhóm này dựa trên cái nhóm khách hàng mới. Đấy. Và bản thân cái nhóm này nó cũng sẽ là những cái người truyền thông trực tuyến, word of mouth hoặc e-word of mouth, tức là nói về cái gọi là viral marketing, word of mouth này, marketing truyền miệng. Và bây giờ là e-word of mouth, tức là marketing truyền miệng trực tuyến. Đấy, Facebook, Zalo, các thứ người ta nói tốt về mình. Thì cái tập khách hàng này nó có đặc điểm là người ta đã thích cái gì thì người ta cứ mua. Đôi khi người ta không lăn tăn lắm về giá, bởi vì người ta đã đạt được cái sự hài lòng nhất định rồi. Đấy, ví dụ như tôi nhé, đây tôi là lấy ví dụ thôi để tôi chứng minh trong ngành thời trang như này, chứ không có ý khoe khoang đâu. Đấy, nếu mà các bạn đang làm thời trang thì các bạn hãy hiểu tôi như một khách hàng nhá. Ví dụ như là tôi bắt đầu tôi dùng một cái thương hiệu là Banana Republic. Tôi có khá là nhiều áo polo shirt. Polo shirt là áo có cổ như này, hiệu Banana Republic. Thì cái áo đầu tiên tôi mặc, tôi cũng thú thật là tôi mua hàng sale off thôi. Tôi cũng không có đủ tiền để mua hàng nguyên giá, nguyên tác. Hàng nguyên tác của nó cũng cỡ ở Việt Nam bán 2 triệu rưỡi 3 triệu một cái áo đó. Thế tôi mua cái áo đấy nó khoảng 1 triệu 2. Thế tôi mặc tôi thấy rất là thích, rất là mát, rất là đẹp, rất là phong cách. Thế tôi rất là hài lòng. Và tiếp tục tôi tìm cái áo hiệu đó, một cái màu khác tôi mua. Và tôi vẫn tiếp tục hài lòng. Và trong tủ áo của tôi bây giờ cũng có khoảng 4 cái áo Banana Republic. Tất nhiên cũng theo phương pháp là mua hàng sale off, tôi cũng không ngại tiết lộ cái việc đó, đúng không? Bởi vì tôi cũng không có đủ tiền để mua tất cả các sản phẩm hàng hiệu với giá nguyên tác được. Đấy, nhưng có một điều là tôi lại cũng rất là thích hàng hiệu chính hãng, thì tôi không xài hàng fake mấy, có nhé, nhưng mà gần như rất là hiếm. Có một số cái áo Burberry tôi mặc là hàng fake thôi, nhưng mà hầu như những cái hàng mà các bạn thấy áo thun như này, tôi rất là thích mặc áo chính hãng, bởi vì là chất liệu nó rất là tốt, màu sắc nó rất là tốt và gần như nó không bao giờ phai. Mặc 2-3 năm tôi có cái áo Lacoste, một vài cái áo Lacoste chính hãng, 2-3 năm tôi mặc nó vẫn rất là đẹp. Đấy. Thì đấy chính là cái sự trung thành. Hai cái áo mà tôi đang mặc đây các bạn thấy, nó thiết kế cũng rất là đơn giản, rất đẹp và màu sắc cũng rất là sáng sủa. Và tôi mặc cái áo CK này thì tôi cũng rất là thích cái mặc cái thương hiệu này nữa. Đấy. Đó là cái yếu tố mà tôi muốn nhấn mạnh về cái việc là làm thế nào để có khách hàng trung thành. Trong cái buổi tôi tư vấn cho một cái nhà sản xuất về thời trang thì tôi có nói là gì? Giá tiền chỉ để chia hạng phân khúc khách hàng, còn cái trung thành hay không đó chính là chất liệu, chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã, sự đa dạng của mình. Một cái khách hàng họ rất thích trung thành với chúng ta, nhưng mà chúng ta không chịu phát triển mẫu mã mới, người ta cũng chịu. Khi mà đối thủ của chúng ta liên tục ra rất nhiều mẫu mã mới thì chúng ta gần như sẽ không có cửa để chúng ta có được cái khách hàng mới, có đúng không ạ? Vâng, chúng ta cũng không có được cái khách hàng trung thành. Thì đấy là một cái ý mà tôi muốn nói về khách hàng trung thành rất là quan trọng. Và tăng cái lượng khách hàng này lên, phục vụ, tăng doanh thu lên bằng các cái phương pháp chăm sóc khách hàng sau bán sau, thì tôi sẽ chia sẻ đến phương pháp đấy trong cái video khác. Thứ hai là cái nhóm khách hàng chỉ mua khi có sale off.
tức là giảm giá đấy, đúng không? Thì cái nhóm khách hàng này nó rất là nhạy cảm về giá, họ cũng rất là thích mua nhưng mà họ dựa trên cái mức độ giảm giá. Đấy, có thể là nhóm này là nhóm thu nhập thấp, hoặc là nhóm này là nhóm mới có thu nhập, hoặc là có thể là nhóm này là nhóm mà tiêu tiền một cách rất là thông minh, giống như kiểu là biết cách kiếm tiền nhưng biết cách tiêu tiền, rồi thì biết cách quản lý tài chính cá nhân. Tôi vừa nói mấy câu trước đúng không? Ví dụ như tôi cũng là một cái nhóm khách hàng mà thích mua hàng giảm giá, chứ không là chỉ mua hàng giảm giá nhé. Tôi cũng máu me lắm, đúng không? iPhone mới ra là tôi mua ngay, hay là MacBook, MacBook thì tôi cũng thích. Ví dụ thế, đủ công nghệ tôi rất là thích. Thế nhưng mà thời trang tôi cũng lăn tăn, bởi vì thời trang là một cái sản phẩm mà tôi phải mua rất nhiều. Ý tôi nói là về mặt tâm lý khách hàng nhé. Thế thì tôi sẽ, nếu mà tôi cứ mua nguyên giá suốt như thế thì tôi thấy cũng rất là tốn, mà cái thu nhập của tôi nó chưa cho phép như vậy. Nếu mà thu nhập của những người mà người ta có mức thu nhập là 10.000, 20.000 đô la một tháng thường xuyên thì tôi nghĩ không phải vấn đề lắm. Nhưng mà thu nhập của tôi thì nó chưa được như thế. Bình thường nó chỉ đạt khoảng 7-10 nghìn một tháng. À, cũng còn rất nhiều các cái khoản chi nữa phải chi, rồi doanh nghiệp cũng mới thành lập và mọi người cũng còn khó khăn, vân vân. Thế thì cái nhóm khách hàng này họ sẽ rất nhạy cảm về giá. Thứ hai là họ cũng có nhiều thông tin, họ cũng đắn đo trước khi mua. Tuy nhiên họ sẽ là một cái nguồn khách hàng dồi dào và sức mua của họ cũng rất là mạnh mẽ trong những cái đợt sale off. Vì vậy chúng ta cần phải kết hợp các cái chương trình sale off phù hợp. Và tôi sẽ dạy các bạn một cái video liên quan đến cái việc sale off sau, các tuyệt chiêu tung sale off, tung khuyến mại, được chưa? Cái nhóm này thì hiện nay cái mô hình bán hàng nó cũng hay có lắm. Hàng hiệu như này này cũng có những cái buổi private sale giảm giá nhưng mà lại dành riêng, thì cũng không làm mất đi cái giá trị của thương hiệu lắm. Thì thỉnh thoảng có thời gian tôi cũng hay dùng tham dự những cái kiểu như là club sale hay là cái private sale như vậy. Đấy, cũng ok. Tuy nhiên cái nhóm này thì họ gây ra cái tổn thất nghiêm trọng về cái doanh nghiệp của mình, về doanh số. Nhưng mà chúng ta nên dùng outlet hoặc là nên dùng cái phương pháp thanh lý những cái hàng lỗi, hàng tồn, hoặc là hàng kém chất lượng, hoặc là hàng hết đát, hoặc là hàng hết mốt, kiểu như thế. Cái nhóm thứ ba là nhóm khách hàng ngẫu nhiên. Nhóm này kiểu như là đi siêu thị, đi chơi, bâng quơ, xả stress, đi xem phim, lượn. Đấy, nhưng mà thấy là đẹp quá mua. Nhóm này ngẫu hứng. Thì tôi cũng là một cái khách hàng thuộc cái nhóm này. Các bạn thấy rằng là tôi thuộc rất nhiều nhóm, đúng không? Thì cái chuyện đó cũng rất là dễ hiểu thôi. Bởi vì ví dụ như là tôi cũng thường xuyên đi siêu thị, tôi cũng thường xuyên đi xem phim, tôi cũng thường xuyên đi các cái shopping mall. Bởi vì nghề của tôi là nghề bán lẻ mà, tôi lượn đi lượn lại rất nhiều. Và thấy cái gì vừa mắt là mua. Đấy. Mà sale off nữa thì càng tuyệt vời, đúng không? Thế thì cái nhóm khách hàng này là nó đặc trưng cho là khách hàng họ không có nhu cầu cụ thể. Và họ mua hàng trong cái tình huống là họ đi lượn lờ, họ đi chơi, họ không có ý định mua hàng. Kiểu như mình hay gọi là cái khách hàng vãng lai. Khách hàng vãng lai. Đấy. Thế thì biết đâu đấy mình bán được. Nhưng mà cái quá trình mà tiếp với khách hàng vãng lai này thì cái điểm bán của mình phải tốt. Mình phải có chương trình thu hút họ. Họ đi qua, họ phải stop lại. Sau đó mình phải ra mình mời chào để họ đi vào, chứ không phải là mình cứ thấy họ đứng đứng mình dừng dưng, đúng không? Ra tận nơi mở cửa hàng nhiệt tình, anh chị ơi cứ vào xem đi, vào chơi đi, tư vấn nhiệt tình, họ thay đồ, họ xem giày xem dép mái thoải, bưng ra 10, 20 đôi cho họ thử, không có vấn đề gì cả, họ không mua vẫn vui vẻ. Cái sự nhiệt tình của ta khiến họ phát ngại lên thì chúng ta sẽ bán được hàng. Đấy. Thì cái chiến lược đấy thì tôi cũng hay yêu cầu nhân viên của tôi, tức là các nhân viên bán hàng phải làm như vậy. Ok. Doanh nghiệp thì cũng nên thu hút, đúng không? Cái nhóm khách hàng này họ, cái tỷ lệ mua họ không cao nhưng mà họ sẽ mua, bởi vì họ đi kiểu như là just looking. Tôi hay gọi cái khách hàng này là just looking customer, tức là khách hàng chỉ đi ngắm thôi. Cái nhu cầu họ mua rất là thấp, nhưng mà trông thấy họ ăn mặc xịn xịn một chút, ăn mặc đẹp một chút, lịch sự, đúng không? Bóng bẩy kiểu như tôi ấy, đúng không? Ra mời chào nhiệt tình, 10 khách cũng có thể 1-2 khách quan tâm đấy.
Ok, chúng ta không có cách nào khác đâu, bởi vì có đây là những cái nhóm khách hàng nó rất là điển hình. Nhóm khách hàng thứ tư là nhóm khách hàng mà luôn xác định được nhu cầu khi mua. Đấy, họ chỉ mua khi họ có nhu cầu thực sự. Thì nhóm khách hàng này nó có ý định rõ ràng, có cái sự hiểu biết rõ ràng về một cái sản phẩm, một cái dịch vụ và một cái thương hiệu mà họ muốn mua. Thí dụ cái gì? Tôi đang thiếu một cái áo sơ mi màu trắng hiệu Burberry hoặc là hiệu Dior, đúng không? Mở ngoặc là hàng fake nhá. Tôi cũng không có tiền mua hàng Dior. Dior chính hãng nó khoảng độ 35 đến khoảng 32 triệu một cái áo sơ mi, cũng rất là đắt. Ok, chỉ looking được thôi. Hoặc là thỉnh thoảng mà thu nhập tốt tự thưởng cho mình, động viên. Chứ nếu mà mua suốt thì không chịu nổi nhiệt. Đấy, thì họ luôn luôn biết và họ sẽ tìm người bán, tìm đúng thương hiệu, tìm đúng người bán. Khi họ bước vào cửa hàng, họ sẽ tìm ngay đúng cái sản phẩm đó. Ví dụ như là tôi đi nước ngoài, tôi đi Singapore, đi Malaysia, đi châu Âu. Tôi đang mặc một cái quần hiệu Mango rất là thích. Chất liệu nó rất là đẹp. Màu đấy tôi rất là thích rồi. Thế là tôi vào Mango, Mango He ấy, Mango Man ấy. Thế tôi vào, tôi tìm đúng cái mã đấy, tìm đúng cái màu đấy, tôi mua rồi đi giải. Để từ thời gian tôi đi du lịch tiếp. Thì trong trường hợp này thì tôi chính là cái khách hàng mua đúng cái sản phẩm khi có nhu cầu cụ thể. Thế cái nhóm khách hàng này thì thường là cái nhóm khách hàng mà họ rất là quan tâm đến cái sản phẩm, thương hiệu. Họ tìm hiểu kỹ trước khi mua. Họ cũng có thu nhập mà rất là vừa phải, không phải quá hào phóng. Họ mua tương đối là chắc chắn, mua xong thanh toán và họ rời hàng ngay. Bán cho khách hàng này rất là sướng bởi vì họ luôn biết chính xác cái mà họ mua. Nếu mà bạn khéo, bạn có thể bán được thêm nhiều sản phẩm nữa. Đấy, họ mua vì rất là nhiều các lý do, ví dụ như là sinh nhật này, hay là Tết này, hay là hội nghị này. Đấy, họ mua để đáp ứng một cái nhu cầu, một cái động cơ mua hàng rất là cụ thể. Đấy, và đáp ứng được cái nhu cầu cụ thể của họ, đúng không? Đấy, ok. Thế thì các bạn làm thỏa mãn được cái nhóm này thì cũng không dễ dàng gì, nhưng mà nhóm này rất dễ có thể trở thành nhóm khách hàng trung thành. Nếu như mà mình bán cho họ 2-3 lần, mình chăm chút họ, mình mở cho họ cái tâm trí để họ quan tâm đến thương hiệu của mình thì rất là tốt, đúng không? Thế thì những cái khách hàng này thì họ cũng tìm hiểu rất nhiều các cái thương hiệu của đối thủ, cho nên là để chiếm được cái lòng tin và sự trung thành của họ cũng rất là khó nha. Đặc biệt chúng ta phải chăm sóc hàng sau bán rất là tốt. Đấy. Và một cái nhóm khách hàng nữa là nhóm khách hàng thực sự là khách hàng vãng lai, khách hàng just looking, khách hàng chỉ đi chơi thôi, đi xem ngó nghiêng. Như hôm nay là tôi cuối tuần, tôi đi dạo, tôi đi xả stress, đúng không? Không quyết định mua. Trong đầu dặn mình như thế, không mua đâu nhá, mua về là tự vả mặt một cái. Đấy. Đi chơi thì nhóm này thì tỷ lệ mua hàng nó tương đối là thấp. Đấy, thế thì chúng ta cũng cần phải nhiệt tình với nhóm này. Đấy, nhưng mà nhóm này cũng chiếm một cái số đông lớn trong các cái siêu thị hiện nay. Tuy nhiên là đối với cái khách hàng mà cao cấp, đối với những khách hàng mà thu nhập tầm trung trở lên thì những cái nhóm khách hàng đi dạo là rất là ít, bởi vì họ cũng rất là ngại bước vào shop của chúng ta. Và hiện nay mua hàng trực tuyến thì họ có thể đi dạo bằng cách là lướt shop này, lướt shop kia, vào page này, vào web kia. Họ thả thính họ này kia nhiều rồi, cho nên mình bán cho họ cũng không quá khó. Đấy. Và cũng nhớ nguyên tắc là đừng trông mặt vào bắt hình dăm. Đối xử khách hàng nghèo cũng như là khách hàng giàu, khách hàng xịn cũng như khách hàng bình thường. Tất nhiên cũng có những cái sự nhạy cảm nhất định trong cái tư duy của người bán hàng, nhưng mình không nên đối xử, bởi vì cái nhóm khách hàng đi dạo này rất có thể có những khách hàng rất sùng, và khách hàng cũng có thể là họ sẽ nói tốt về mình. Đấy. Doanh nghiệp cũng không nên không quan tâm đến nhóm này nhé, nhưng mà cố gắng là mình chuyên nghiệp. Đấy. Và kết hợp với cái thông tin về bốn cái kiểu khách hàng là D, I, S, C trong cái cuốn đọc vị khách hàng, thì các bạn có thể tìm trên Google hoặc là liên hệ với tôi thì tôi sẽ tặng các bạn cái cuốn sách đó. Ok, thì tôi vừa chia sẻ với các bạn một số các nhóm khách hàng trong bán lẻ.
hoặc là thời trang để các bạn hình dung ra và các bạn tiếp cái khách hàng hai này. Và các bạn có những cái chiến lược khuyến mại, chiến lược chăm sóc hàng, chiến lược chốt khách làm sao cho phù hợp nhất. Rồi, thì nếu các bạn có câu hỏi thì vui lòng liên hệ với tôi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn trong cái bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.